Lúc này thì Bruno Henrique mới chỉ có được một bàn thắng ở V-League năm nay và hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của quý vị. Tiền đạo người Jamaica đến với bóng đá Việt Nam. Với những kết quả hoàn toàn trái ngược, đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Hằng Trường đã để thua Phố Hiến, đội bóng đang thi đấu ở giải nhất quốc gia với tỷ số là 0-1. Trận thắng gần nhất của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đó là trên sân Vinh với chiến thắng 2-0 trước BKB Bình Dương trong ngày mà Phan Văn Đức đã lập cú đúp và ở vòng đấu thứ 10. Nỗ lực cứu bóng của Jimmy Linh, Trung Hiếu, Emmanuel không vào, bóng vừa trúng sang ngang khung thành của Văn Hoàng và đấy là cơ hội đầu tiên của đội chủ nhà. Rất tiếc khi mà tiền đạo người Uganda đã chưa thể có bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay, cũng là trong trận đấu đầu tiên khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng ở V-League 2021. Và nó đều hướng đến vị trí của Phan Văn Đức. Có lẽ là huấn luyện viên Ngô Hằng Trường và các cộng sự nhìn ra vấn đề của hàng thủ của câu lạc bộ Hải Phòng. Dương Minh Linh cho đến lúc này cũng chỉ có được một pha lập công. Phối hợp tấn công biên hay nhưng rất tiếc là tình huống sau cùng của Xuân Mạnh không chuẩn xác. Chúng ta đang xem lại tình huống này, đúng là Thái Bá Sang phá bóng hụt và cơ hội đã đến với MND. Pha dứt điểm rung sang ngang khung thành của Văn Hoàng. Sông Lam Nghệ An tiếp tục trung thành với cách chơi phòng ngự phản công dựa vào khả năng chạy chỗ của Phan Văn Đức. MND đánh đầu không vào. Đó là tình huống dứt điểm của Andre Vagan. Những pha bóng nguy hiểm nhất của câu lạc bộ Hải Phòng vẫn là sự có mặt của những ngoại binh. Tình huống cứu thua chuẩn xác của Văn Hoàng, Emande và vừa rồi Andre Vagan, mỗi người đã có một cơ hội. Lần này thì Emande đóng vai trò kiến tạo. Tình huống băng cắt và đánh đầu nguy hiểm của Andre Vagan, nhưng thật may là bóng đến đúng vị trí của thủ môn Văn Hoàng. Ngay sau khi Mạnh Quỳnh vào sân, anh là người đã kiến tạo cho Phan Văn Đức ghi bàn. Đánh đầu, đó là tình huống đánh đầu của Phạm Xuân Mạnh. Tất cả các trung vệ của Hải Phòng đã hút theo Bruno Henrique và để cho Xuân Mạnh trong một tư thế không ai kèm. Người gần nhất theo kèm Phạm Xuân Mạnh đó chính là Lê Quốc Hường. Một trong những cái tên sẽ chám vào vị trí của anh đó là Phạm Thế Nhật. Trước khi Phạm Gan dứt điểm thì tình huống này tiền đạo người Jamaica đã ở trong thế việt vị. Ba ngoại binh của Hải Phòng đều ở trong thế việt vị. Vẫn trong chân đội bóng áo đỏ. Thêm một quả tạt. Vagan. Rồi là Mạnh Dũng. Vagan. Bóng đã được đưa vào lưới của Văn Hoàng. Và nhìn cách ăn mừng này của Vagan thì bàn thắng đã được công nhận. Tuy nhiên Vagan không ăn mừng quá nhiều bởi anh đã ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ.
Một tình huống tưởng như không có gì nguy hiểm, bóng bất ngờ đến chân của Fagan. Và độ nhạy cảm của tiền đạo người Jamaica là quá hoàn hảo để giúp cho Hải Phòng vượt lên dẫn trước với tỷ số là 1-0. Phá dứt điểm đầu tiên không thành, nhưng bóng bất ngờ đến vị trí của chân sút người Jamaica. Anh đã không thể bỏ lỡ cơ hội trong lần thứ hai đối mặt với khung thành của Văn Hoàng. Bàn thắng đơn giản của Andre Vagan, Hải Phòng đã vượt lên dẫn trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với tỷ số là 1-0. Đây là trận đấu đầu tiên ở sân chơi V-League. Đánh đầu. Người đã có mặt là Phạm Thế Nhật. Sông Lam Nghệ An không có những cầu thủ có chiều cao lý tưởng cho những pha bóng cố định như thế này. Có rất nhiều những vị trí thiếu đi chất lửa và tinh thần của một chiến binh như Bùi Linh Châu. Nguy hiểm, không vào. Thủ môn Văn Toàn đã ra nhưng không thể phá bóng. Rất may là tình huống cứu thua trên vạch vôi của Văn Hạnh đã giúp cho đội bóng đất cảng vẫn đang bảo vệ mảnh lưới của mình. Tình huống đánh đầu là của Phạm Xuân Mạnh. Rất may cho khung thành của đội chủ nhà. Đây là tình huống lỗi của Văn Toàn. Thậm chí là Văn Hạnh còn kịp phá bóng trước khi Bruno tạo ra được một sức ép. Rất may mắn cho khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng. Mạnh Dũng không có được tư thế dứt điểm tốt nhất của mình. Mạnh Dũng là cầu thủ cùng lứa với Hồ Phúc Tịnh, một người bây giờ vẫn còn đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Mạnh Dũng đã bôn ba trải qua rất nhiều những câu lạc bộ khác nhau, có cả những đội bóng ở hạng dưới như Công an Nhân dân hay Đồng Nai. Là nỗ lực mang tính cá nhân của Andre Vagan. Bóng được triển khai rất nhanh từ hàng hậu vệ và nhanh nhất có thể đưa trái bóng đến vị trí của những tiền đạo như Vagan hay Jermelin. Cách chơi này của Hải Phòng không có gì là lạ. Một trong những cầu thủ được tung vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai. Anh đâu? Không vào. Vẫn lại là Phạm Xuân Mạnh cho một tình huống dứt điểm trước không. Và cảm xúc một cách vô cùng tiếc nuối của tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh khi mà cơ hội thứ hai của anh ở trận đấu ngày hôm nay chưa đủ để mang về bàn thắng cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và lại thêm một lần nữa thì Văn Toàn xuất tướng nhưng không thể thành công. Bóng chạm mép cột dọc của câu lạc bộ Hải Phòng và trôi qua trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Hai tình huống tương tự và người dứt điểm là Phạm Xuân Mạnh. Và trong cả hai tình huống này thì thủ môn Văn Toàn đều những mắc lỗi trực tiếp. Quá đáng tiếc cho cá nhân Phạm Xuân Mạnh. Phú Nguyên. Giờ mình đang di chuyển. Phú Nguyên quyết định dứt điểm từ xa. Và nó khiến cho Văn Hoàng phải có phản xạ kịp thời mới giúp cho Sông Lam Nghệ An không để thua bàn thứ hai. Tình huống xử lý bất ngờ của Phú Nguyên. Quan sát Jermelin đã chạy chỗ, nhưng ở cự ly khoảng 25m, Phú Nguyên tự tin để thực hiện một pha dứt điểm từ xa. Nam sẽ có một trận đấu giao hữu với Bình Định. Tình huống phù hợp rất nhanh. Ebony 2-0. Lê Thế Cường là người đã đưa tới mình trên bảng tỷ số, nhân đôi cái biệt cho câu lạc bộ Hải Phòng. Ebony, Jermelin và bóng đến vị trí của Lê Thế Cường. 2-0 dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Một tình huống phối hợp rất nhanh để phá vỡ cấu trúc phòng ngự của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.
Lê Thế Cường là cầu thủ nội thứ hai của Hải Phòng biết cách ghi bàn ở mùa giải năm nay sau Phú Nguyên. Bàn thắng này của Lê Thế Cường rất quan trọng, nó dập tắt ý chí của câu lạc bộ Sông Long An. Đã hết 5 phút bù giờ. Phú Nguyên pha gan. Trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi còi kết thúc trận đấu ở vòng đấu thứ 11 giữa Hải Phòng và Sông Lam An. Những bàn thắng của Andre Vagan và Lê Thế Cường đã giúp cho Hải Phòng giành trọn 3 điểm trên sân nhà Lạch Tray.